Rồi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của gia đình mình nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì mẹ sẽ nấu một cái món ăn đặc sản của Bình Dương. Đó chính là món lẩu mắm ruốc nấu với thịt bò. Kêu bằng lẩu bò mắm ruốc. Vậy con nói ngược. Lẩu bò mắm ruốc. Nhà mình được gia đình anh Trung, chị Hạnh ở Canada gửi tặng cho mấy miếng thịt bò nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra hai miếng sườn để mình nấu lẩu nha. Rồi mẹ, bây giờ mình sẽ sắc miếng nhỏ ra. Giờ mẹ cũng như mình lấy cái sườn ra ha. Hồng để dùm cái nước làm luộc luôn. Giờ mình sắc ra. Đây là lần đầu tiên nhà mình ăn thịt bò của Canada luôn, không biết nó như thế nào. Nhân tiện đây thì cho em gửi lời cảm ơn đến gia đình anh Trung và chị Hạnh nha. Thịt bò này nhìn có vẻ nó đỏ hơn bò Việt Nam á mà. Đỏ hơn. Và cái món lẩu bò mắm ruốc này thì mình sẽ ăn kèm với rau muống nè, rau đắng và cải bẹ xanh. Rồi còn lại hai cục xương này thì lát nữa mình sẽ bỏ vô nồi lẩu luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp sơ cái phần thịt bò này. Đầu tiên là cho một miếng dầu hào nè. Kế tiếp là một miếng hạt nêm. Cuối cùng ớt sa tế nha. Rồi mình trộn đều lên ha. Giờ bắt đầu mình thử hành tím với sả nè. Món này cực kỳ đơn giản luôn. Đầu tiên mình sẽ cho dầu vô. Sả ớt. Rồi cho hành tím vô luôn. Trời ơi, nó nồng cái mùi lên muốn sặc ghê luôn á. Ớt á. Rồi giờ xả với hành tím nó vàng rồi, giờ mình cho mắm ruốc vô ha. Wow, thơm quá. Trời ơi, nó dậy cái mùi lên chịu không nổi luôn. Thơm vô luôn. Hơi thơm quá mẹ ơi. Thơm quá ha. Ồ, cái mùi không ruốc. Rồi, sớm nó săn rồi đó. Mình cho nước dừa vô. Dừa này nhỏ cho nên mình dùng 3 cái luôn. 3 cái luôn. Rồi, mình cho thêm miếng nước vô nữa ha. Quá hấp dẫn luôn, thơm quá, mùi thiệt là kích thích. Rồi, giờ mình để nắp lại cho nó sôi lên ngang rồi mình hớt bọt. Rồi, nước sôi rồi. Rồi, giờ mình hớt bọt thôi. Rồi, giờ mình cho xả khúc vô luôn nha. Trời ơi, con đói bụng quá mẹ ơi. Nghe cái mùi của mắm ruốc thèm quá. Rồi, mẹ cho hai cục xương nãy vô luôn nè.
Đây mẹ đang gấp thịt bò ra dĩa nè. Công nhận cái miếng thịt bò nhìn hấp dẫn thiệt hả mẹ? Nhìn nó đỏ ao à. Rồi giờ mình nêm luôn ha. Thịt ngọt nha. Hạt nêm. Mắm vô ha. Đây. Rồi ngon rồi bên đây. Rồi chuẩn bị được thưởng thức rồi. Nãy giờ con thèm muốn chết luôn. Rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức món lẩu bò mắm ruốc ha. Bây giờ nước sôi rồi, mình sẽ cho ít rau với thịt bò vô. Rồi, cho thịt bò vô. Trời ơi, thịt bò phải nói là nhìn quá là kích thích luôn. Rồi, cái đây đi Hồng, cho tiếp. Đó. Rồi, giờ mình cho thêm tí rau luôn mà. Rau vô luôn. Tại thịt bò nó cũng lẹ chín. Rau muống nè, cải bẹ xanh nè. Bình khoan hãy cho rau đắng đi mẹ. Đó. Ơi, nhìn hấp dẫn. Thêm miếng nữa đây. Đấy là xanh luôn. Ở ngoài đồng thì mấy chú đang làm đất để chuẩn bị xuống giống. Cho nên có mấy chiếc máy cày nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Ôi, đã quá. Rồi, múc vô chén. Hai cục xương kìa. Xương nó ngọt thì ăn sao. Cái món lẩu mắm này thì cha ăn không được. Tại vì cha bị đau bao tử. Với lại hôm nay cha cũng hơi mệt mệt trong người. Này chỉ có mình với mẹ ăn thôi. Có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con. Rồi. Mời cả nhà thưởng thức nha. Rồi, một lần nữa xin mời cả nhà. Thơm quá. Thơm cái nước mắm ghê nha. Lẩu mắm ruốc mà ăn như là lẩu mắm ruốc. Ngon không? Thử miếng thịt bò. À lửa bên này lửa nó hết. Thịt bò đó. Canada ăn như sao? Mềm không? Ừ, nhìn theo không mát. Mềm ghê. Ngon. Có hạ lửa để hồi ra không trục. Ăn vô thích khác biệt liền luôn. Ngon ha. Thịt, thịt mềm với gân cũng mềm là đặc biệt là có một cái phần mỡ trong miếng thịt đó. Ngon. Ngon quá. Ăn nó cảm giác nó béo nhạy à. Không có khô như là còn vậy. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Đang bụng là phải xe lạnh đâu. Đó, lâu. Cái nước lẩu, nó là đậm đà luôn. Vừa có ngọt của nước dừa mà không còn nữa. Cái mắm ruốc này không á. Cái mắm mà hôm bữa con với mẹ ăn đồ cá ngát. Đúng rồi, đó đấy. Đồ cá ngát. Ngon, mắm ruốc mà ngon là nó không có mặn á. Nó dừa thôi chứ không có mặn luôn. Nó ngon luôn. Trời ơi, cái miếng thịt bò. Đúng là cái miếng bò này nó có vừa có gân mà có mỡ luôn. Ngon
ra món này nấu cũng đơn giản này. Lửa xả tỏi ớt xong thì bỏ mắm ruốc vô, rồi cho nước dừa, nước dừa vô soi soi cái mình đem lại cái này. Nếu mình không nấu dừa mình nấu với xương bò cũng được hoặc là xương heo cũng được, nấu cũng lẹ, nấu dừa làm khỏi cần nấu xương. Mình thấy nấu dừa là đúng rồi. Họ thấy hạt xương không? Ngọt cũng dừa luôn. Nấu quá là đậm đà luôn. Tùy theo món lẩu mình nấu nước dừa, chứ không phải là cái lẩu nào mình cũng không phải nấu nước dừa được hết. Tùy thôi. Thịt bò này thật ra mà không biết là làm món gì thì nó sẽ ngon nhất. Nhưng mà ở miền Tây thì rất là thích mắm, cho nên mẹ nói là thôi, không mắm, mắm ruốc hay lẩu bò ruốc. Đâu lẩu bò ruốc. Nghe nó lạ lạ mà thử cho nó ngon. Hay là ngon thiệt. Thịt ngon và nước đậm đà ngon. Đưa ba, từ từ, phục bỏ. Đúng không? Bỏ miếng đậu đắng. Thịt vui chưa? Mang đậu đắng không bỏ. Để rồi mang một đồng. Sức mồ hôi luôn. Thời tiết hôm nay nó se se lạnh. Trời ui ui mát mát như này rồi ăn mắm lẩu mắm đã. Đang nấu đi không? Nhân đây thì mình cũng xin thông báo đến với cả nhà là cái chuyến đi Sapa cái này thì mẹ không có đi được, lý do là sức khỏe bị bệnh đau khớp, lại nghe nói là thời tiết này đang rất là lạnh và bệnh khớp thì lại không có chịu lạnh không được, có chịu hành được. Mà mẹ thích đi Sapa cho nên mẹ coi mấy clip trên YouTube, mẹ thấy toàn là leo núi đi. Lại chuyến này đi cũng có một vài người anh chị bạn và lên kế hoạch đi hết rồi, nhưng mà gần tới ngày đi thì mẹ quyết định là không có đi. Bây giờ chỉ có mình Bằng Minh với Phương rồi một vài người anh chị nữa, thì vài bữa nữa là sẽ lên đường rồi, thì chắc trong vòng khoảng 2 tuần lễ thì chắc là sẽ không có video clip để trong xem giải trí. Cũng xin thông báo với mọi người là để thắc mắc là tại sao mình có thấy cái clip đi Sapa du lịch với mẹ. Thật sự cũng rất là tiếc, đó giờ mẹ muốn đi nhưng mà điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng mà chắc là sẽ đợi một cái dịp nào đó gia đình anh chị hai nè bên rõ công việc rồi em bé lớn rồi sẽ nguyên gia đình sẽ chọn một cái nơi nào đó đi nó khỏe hơn, không có đi núi, sẽ chọn một địa điểm nào đó mà nó dễ đi hơn. Cả gia đình đi mình đi du lịch đi. Tại trước giờ chưa bao giờ cha mẹ đi chơi xa hết, cho nên cũng muốn có một dịp tại gia đình luôn, chị anh chị hai rồi để cháu ngoại của mẹ nè, nguyên gia đình sẽ cùng đi du lịch tiếp. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn anh Trung và chị Hạnh đã gửi cho món quà này cho gia đình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video clip này, và mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Chào.